Hello mấy bạn ha, chào mấy bạn mà đang coi clip mình ha. Thì hôm nay mình có một cái vấn đề mà mình gặp rắc rối đây và mình muốn chia sẻ cho mấy bạn ha. Thì nói chung là nó cũng không phải to tát gì nhưng mà mình muốn share với mấy bạn thôi. Thì cái clip mà mình đã nói về mình nhận được cái work permit ha. Thì để lát mình nói sau đi, mình nói tiếp vô cái phần là cái việc mà mình gắt gói và gắt gói như thế nào và gắt gói ra làm sao, đó là mình phải đi thi lại lý thuyết lái xe. Tại sao à, trời ơi mình hồi cuối tuần, hôm nay là thứ hai ha, cuối tuần vừa rồi mình với ông xã mình ha rất là bực bội vì cái chuyện mà mình phải đi thi lại cái chuyện mà lý thuyết lái xe ha. Thì mình muốn share, mình muốn chia sẻ cho mấy bạn ha. Thì mình đã nói với mấy bạn á, là mình đã có cái mình thi lý thuyết là đậu rồi ha. Mình thi đây nè, đây là cái thẻ lý thuyết của mình nè, là work permit. Oh no, cái này là learner permit ha, có nghĩa là mình thi đậu lý thuyết của bằng lái xe rồi đó. Thì mình thi ngày 26 tháng 5, thì ở trên đây á, nó để ngày hết hạn là 20 tháng 6. Thì khi cái này về á, mình có nói với ông xã là ủa sao cái ngày trên đây mà mình 20 tháng 6 ta. Cái xong rồi cuối cùng á, thì khi mà mình học ở trên trường đồ này kia nọ xong rồi á, mình muốn đặt lịch hẹn để đi thực hành lái xe á, thì mình gặp một vấn đề là ông xã ông nói là trên mạng không có cái hồ sơ gì về của mình mà mình đã thi lý thuyết rồi hết á. Thì mình mới bỡ ngỡ, nói ủa tại sao như vậy. Thì thường thường mình học về lý thuyết của lái xe á, khi mà các bạn á, học lý thuyết, các bạn mà có cái thẻ này á, các bạn được giữ cái thẻ này trong vòng 2 năm, có nghĩa là trong DMV ha, trong này kia nọ, người ta giữ 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 giấy tờ của các bạn trong vòng 2 năm. Ngồi để xuống nói thì sao cho nó máy ra, là giữ giấy tờ của các bạn trong vòng 2 năm ha. Ngồi nói chuyện cho nó dễ nè. Thì mình hiểu vậy, nói ủa tại sao cái này là mình là ra 20 tháng 6 ta, có khi nào nó bị lộn không ta. Và mình vẫn đi lên trường học ha, trường học mà dạy về luật giao thông này kia nọ đó, mình đã share với mấy bạn mấy cái clip đó rồi đó. Rồi cuối cùng giờ nó cuối cùng là nó khi mà ông xã mình nó cố gắng là để mà lên DMV đặt lịch hẹn rồi trên mạng á, thì nó thông báo là mình không có cái gì ở trên đó để mà hồ sơ lưu lại là mình đã thi cái lý thuyết rồi ha. Thì gặp cái vấn đề ở đó thì mình nghĩ là có thể là do là nó lộn cái ngày hay là có vấn đề gì đó đi. Thì cuối cùng là ông xã mình mới điện lên và nói là biết là tại vì khi mà mình đi thi lấy lý thuyết lái xe này á, là những cái vấn đề giấy tờ mình chuẩn bị là mình đã nói với các bạn rồi ha, mình không có nói lại nữa. Mà mình nói là khi mình đi thi lý thuyết á, thì mình lấy cái visa mình đi thi ha, mình visa trên passport mình đi đăng ký ha. Chính vì vậy cái ngày trên đây là ngày 20 tháng 6 á, nên là cái ngày hết hạn visa của mình, nên nó chỉ cấp cho mình có 1 tháng thôi. Tại sao của người ta 2 năm là tại vì cái thẻ xanh của người ta qua đây đó, nên người ta được 2 năm. Nên mình hiểu vậy, mình không có hiểu, nên bây giờ đụng tới chuyện giờ mình mới mới biết và mình hiểu là tại sao nó ra cái vấn đề như vậy ha. Thì đó, bây giờ cái thẻ này của mình là không còn hiệu lực nữa. Thì lúc đầu mà khi mà mình nói cái mình nghe cái đó thì mình nói ông xã, ồ chứ có thể là mình đi thi lại lý thuyết. Ông xã nói không, để ông xã điện lên cái chỗ mà mấy cái chỗ mà nó trả lời giống như tổng đài để nó giải thích cho mình á, thì của cả nước Mỹ luôn á. Thì ông xã mình đi làm, ông xã mình hỏi á, thì ông xã nói cứ cứ cầm cái giấy này lên đi, rồi cầm thêm cái mình nay là mình có cái thẻ đi làm rồi ha, thẻ đi làm rồi nên mình cầm cái đó xong với lại thẻ an sinh xã hội social security number rồi lên á. Thì á, hôm bữa thứ bảy á, mình với ông xã mình lên ha, thì á, mình nghĩ là chị nó nói là lên thay đổi thông tin thôi, thì mình không có nghĩ là mình thi lại lý thuyết này kia nọ. Nhưng mà cuối cùng lên á, thì nó đợi á, các bạn biết là thứ bảy mà nhiều người người ta nghỉ, người ta muốn đi thi rồi á, đứng đứng xếp hàng cả hơn 1 tiếng mấy lại. Nó nói làm sao không, à, cái này không được thi, cái này không được thi, à, ủa cái này không có được chỉnh sửa gì hết trơn mà phải thi lại mà nó đòi giấy tờ á, từ đầu tới đích giống như lần đầu tiên mình chia sẻ bằng statement, à, địa chỉ nhà đồ này kia nọ, nó đòi như vậy đó. Tôi nói ủa đòi như vậy cái thẻ này là có giá trị gì, sao mà làm chuyện tào lao vậy. Nếu mà mình không show mấy cái thứ đó ra thì mình đâu có được lấy cái thẻ này. Nếu mà chấp nhận luật ở đây á, mình phải thi lại tại vì cái này hết hạn, ok mình thi lại nhưng mà mình show cái này ra cho họ thôi là được rồi đúng không. Là lại cái DMV đó, lần trước là lần đầu tiên mình với ông xã lại cái thời đó là cũng khoảng là tháng 3 đồ này kia nọ, cái trời á, tháng 3 tháng 4 rồi trời lạnh á, mưa lắc gắt ha, mà đứng ở ngoài đường chờ ha, chờ có tiếng máy lên nó kêu đi về vì thiếu giấy, là lần nào lên cái DMV chỗ đó cũng gặp chuyện hết đó. Mình với ông xã mình rất là bực bội, cuối cùng là
lấy được cái số thứ tự rồi quăng luôn, đi về luôn. Rất là bực bội. Cuối cùng là mình với ông xã mình đổi cái DMV khác thì nó xa nhà hơn một tí, nhưng mà nó cho mình luôn là nó nói ô cầm giấy này là ok, cầm thêm cái work permit, cái thẻ đi làm mình luôn ha, thẻ thẻ an sinh xã hội mình luôn, thì đồng ý cho mình là bắt buộc mình phải thi lại, tại vì cái thẻ xanh ủ cái thẻ lý thuyết này của mình đã hết hạn và nó không còn giá trị nữa, buộc lòng mình đã phải thi lại. Là cái bữa đó là thứ bảy luôn ha, mình với ông xã đã bực bội cái DMV đầu tiên rồi, các cái bắt đầu là chạy lên DMV thứ hai ha. Thì mình biết biết thông tin thi lại, nếu mà mình biết trước thì mình rất là ok, mình không có bực bội. Mình rất là bực bội trong người và rất là khó chịu, đã chờ đợi lâu rồi, mình với ông xã đều như vậy hết. Và cuối cùng là mình phải đi 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 về đồ này, đi chạy lại chỗ khác đồ này kia nọ, mà trong khi đó không có được gì hết trơn luôn, là rất là bực bội. Cái cuối cùng lại chỗ DMV thứ hai này, tuy là nó xa hơn mà nó nói mình có thể là mình thi lại và cầm cái thẻ này, cái work permit và cái số an sinh xã hội là mình có thể thi lại ha. Thì chuyện nó ok, cái ông xã mình đẩy mình đi vô thi luôn. Mà biết không, cái tâm trạng mình là đang rất là bực bội, đang rất là khó chịu trong người, mà mình đâu có nghĩ là mình phải thi lại lý thuyết đâu, thi lại lý thuyết lái xe đâu. Các bạn biết là cái dạng mà luật giao thông, từ ngữ trong luật giao thông mà thi bằng tiếng Anh nữa, mình đâu phải là thiên tài, mình đâu phải là giỏi, rất là giỏi đâu. Mình chỉ biết những cái từ nào thông dụng nói chuyện mình vậy là được rồi, chứ không phải nói ra gì cũng biết. Và mình đẩy mình vô mình thi, cuối cùng mình thi mình làm được mười mấy câu à, mà đúng 22 câu mới đậu. Mà lúc đó mình rất bực bội, mình không có suy nghĩ được, cái đầu óc mình nó không suy nghĩ khôn ra, mà mình cũng không nghĩ được cái gì hay á. Mình không biết là chuyển sang tiếng Việt đồ này kia nọ luôn nha. Mình thi là cuối cùng đã rớt thứ bảy giờ rồi, hôm nay là thứ hai đó. Cuối cùng là mình phải phải học bài lại và mình phải thi lại. Có nghĩa là bữa là giấy tờ mình đã xong, mình nghĩ là thi ở trên trên trường, ví dụ mà thực hành ở trên trường rồi học ở trên trường xong rồi là mình sẽ được đi thi thực hành lái xe ha, mình chuẩn bị đồ này kia hết hồi cuối tháng 8 rồi mình nghĩ là mình sẽ được thi. Bây giờ tới mười mấy thay tháng 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 này là tháng mấy rồi, tháng 9 rồi, hôm nay là 10 18 thì tháng 9 rồi, mình lại gặp một cái vấn đề nữa, nên mình gặp tiếp tục là mình phải đi thi nữa, đi thi lý thuyết nữa. Trời ơi, mình nghĩ là chắc có một mình quá, tại vì mình lấy visa rồi, giờ mình thi lý thuyết rồi, giờ cái visa mình hết hạn cái ngày trên đây, cái lý thuyết mình không còn hiệu lực nữa. Giờ mình cầm cái work permit nó có giá trị 1 năm, nên cuối cùng là mình phải đi thi nữa, lấy cái work permit đó thì đương nhiên là cái bằng lái lý thuyết mình cũng sẽ có giá trị 1 năm ha. Thì mình muốn share cho mấy bạn coi đó là cái vấn đề và rắc rối mình gặp phải ha. Mình rất là bực bội và mình rất là khó chịu luôn. Nếu mà mình biết trước thì cũng không có chuyện gì quạo quọ hết, nhưng mà giờ mình biết trễ quá làm sao giờ. Nhưng mà cuối cùng vẫn thôi, cuối cùng là cái chuyện mình phải làm đó, mình là phải thi lý thuyết lại. Thi lý thuyết lại mình phải ôn bài lại. Thi lý thuyết thì bắt đầu thi lý thuyết là mình đã có cái hồ sơ mà mình đã học ở trên trường học về luật giao thông đó, họ đã gửi đến DMV cho mình rồi, giờ mình chỉ cần đậu lý thuyết là mình đi thi được thôi, giờ mình phải cố gắng lại thôi. Nói chung là mình chẳng có sợ phải học gì hết trơn á, nhưng mà mình cảm thấy bực bội là mình không có chuẩn bị tâm lý, giờ mình thi mình rớt nữa đó, mới rớt vừa rồi đó, mình cái tâm lý mình rất là bực bội, khó chịu, đâm ra nó ngu ra, nó không có nhớ được gì và cảm giác nó không làm được gì được ok hết trơn á. Nên cuối cùng giờ mình phải về nhà, mình phải ôn bài và mình giờ phải học lại này kia nọ, nên mình muốn share cho mấy bạn biết và mình nói cho mấy bạn hiểu. Thì thật sự á, khi mà các bạn á, nếu mà các bạn đi mà viện cây quanh visa qua đây á, nếu mà các bạn có visa thì các bạn có thể làm cái thẻ lý thuyết này cũng được. Nó có cái lợi là làm sao, là khi mà các bạn tập lái xe các bạn phải có cái này thì các bạn mới được cầm lái xe, mà khi mà có chuyện gì á, mình lái ra đường lấy này kia nọ là có cái thẻ lý thuyết này nó mới cho mình lái. Còn nếu mà các bạn không có thì các bạn không có ôm xe được, nên cái chuyện đó là cũng là cái lợi. Giờ cái hại là mình phải đi ra, giờ cái visa mình hết hết hạn rồi, ngày 20 tháng 6 rồi, nên giờ mình phải làm lại, mình lại phải thi lại, nhưng mà mình cũng không có sao hết á, mình làm được hết á, chuyện nó cũng đơn giản bình thường thôi. Nhưng mà mình muốn share cho mấy bạn biết là mấy bạn chọn cái nào tốt hơn, thì thường thường là mấy bạn theo anh visa thì chờ cho đến khi mà có thẻ xanh rồi á mới phải đi thi thực hành lái xe, thi lý thuyết lý xe rồi xong rồi này kia nọ nữa, nó kéo dài thời gian nội. Mà cái đợi thẻ xanh của mình nó biết bao lâu rồi, gần cả năm trời rồi. Mình ở nhà rồi, bởi vì á, mình làm cái gì á mình muốn làm cho lẹ lẹ, làm cho nhanh nhanh đi, muốn đi làm đồ này kia nọ, muốn đi học hỏi đồ này kia, mình đợi đợi chờ hoài biết chừng nào nó xong ha. Thì chính là như vậy nên mình đã bon chen mình đi làm học cái lý thuyết, khi mình cầm visa, cái visa hết hạn thì cái này nó cũng không còn hiệu lực. Bây giờ mình có cái work permit nó mới về nhà đây, nó có giá trị 1 năm nữa thì ha, thì bắt đầu mình phải thi lại. Thi lại thì trong đó mình phải thi lý thi
thi thi thiết xong rồi mình thi thực hành nữa. Bây giờ là mình đã có giấy tờ hồ sơ sẵn ở trên rồi, hết rồi, bây giờ chỉ cần đậu cái này là mình thi thực hành được thôi. Ok, mình cũng không có sợ gì hết á, mình cũng tự tin, mình thi không được thì thi lại thôi, cũng có chuyện bình thường thôi, đâu có nghĩ mình là phải làm gì khó khăn hay làm gì mà xa vời hay ho gì đâu. Thì thường thường những bạn mà đi qua đây theo diện mà kết hôn đồ này kia nọ thì qua là 2-3 tuần là đã có thẻ xanh rồi ha, thẻ xanh rồi, nên nếu mà các bạn có thi lý thuyết lái xe thì cái hạn của learner permit này nè là các bạn được 2 năm, nên là các bạn ok. Và mình chỉ nghĩ là chắc có mình á, có mình là lấy visa đi làm cái học lý thuyết xong có cái thẻ rồi, xong rồi lấy cái work permit là thẻ đi làm, lại làm thêm cái thẻ lý thuyết này nữa ha, đậu lý thuyết lấy cái tờ lấy cái thẻ giống y vậy nữa, rồi nó mới cho mình đi thi thực hành ha. Rồi đi thi thực hành thì mình mới cầm bằng lái chính ha, mình thực hành đậu thì mình mới có bằng lái chính, mình được ôm xe một mình. Nếu mà có cái tờ giấy, có cái thẻ này, cái thẻ lý thuyết này, các bạn lái xe các bạn phải có ông xã mình kế bên cạnh hay có người nào mà có kinh nghiệm lái xe 2-3 năm trở lên á, mình mới được lái. Và mình lúc nào mình cũng lái phải có người đó, và mình muốn lái ra đường phải có cái thẻ lý thuyết này, nếu không thì các bạn không có được lái và không bao giờ các bạn biết lái sớm. Nên nên cái điều mình làm này á, mình cảm thấy là nó phí công của mình, nhưng mà thật sự nó cũng có cái lợi, đó là mình được ôm xe mình lái, và bây giờ mình lái rất là gành luôn, nên mình cũng không có sợ gì hết á. Chuyện thi lại và chuyện học lại và để lấy mà lý thuyết bằng lý thuyết lại rồi dẫn đến bằng thực hành, thì bởi vậy có thẻ đi làm rồi, giờ mình phải có cái bằng, có bằng lái xe nữa mình mới đi xin việc được. Nếu mà không có cái bằng lái xe thì mình xin việc rồi mình đi lại làm bằng gì, ai đưa đón mình, chồng mình đi làm mà. Nên cuối cùng giờ mình phải bắt đầu làm lại và lấy cho được cái bằng lái xe ha, rồi sau đó mình sẽ đi làm ha. Thì cái chuyện thẻ xanh nó về khi nào thì về, thì mình có hỏi luôn cái chuyện là nếu mà mình đã có cái thẻ mình mà đậu thực hành lái xe, mình có cái bằng lái xe rồi, khi mà thẻ xanh mình về thì không lẽ mình thi nữa hả trời, mình thi 2-3 lần, mình thi đi thi 3-4 lần vậy, mình lên xứ Mỹ này mình thi hoài trời. Thế xong rồi hỏi mấy người nhân viên trong đó thì nếu mà mình có cái thẻ mà bằng lái thật sự thì nó cũng giống na ná giống như này thôi, mà để là driver license thôi, thì trước khi ngày hết hạn đó thì nếu mà mình được cấp thì mình sẽ được cấp 1 năm á. Thì khi các bạn có cái thẻ xanh thì các bạn nên lên đổi lại, thì các bạn không phải thi lại nữa, lại hồn cũng mừng, không lẽ bắt mình thi hoài trời. Thiệt á, không lẽ mình phái đi học, mình thích học, không lẽ nó biết mình phái đi học thích học nên cho mình học cho đã luôn vậy đó. Thì cái mình cũng thấy mắc cười, mà thôi lỡ rồi mình phải làm cái đúng luật theo xứ Mỹ này, mình qua nước người ta mình phải chịu thôi chứ làm sao giờ, không lẽ mình làm theo ý mình là làm theo ý mình về Việt Nam đi chứ không phải ở đây ha. Thì mình muốn làm lý, mình muốn chia sẻ với mấy bạn đó là vấn đề mình đã gặp phải ha. Thì có nhiều cái rất bực bội, có nhiều cái rất khó chịu, mà cuối cùng mình cũng phải thể làm theo ý những cái quy luật, những cái định luật ở đây thôi, để mình có thể sống ở đây, hòa nhập ở xứ Mỹ này. Nên cái chuyện mình gặp phải nên mình muốn nói cho mấy bạn biết, thì sao mấy bạn mà coi clip mình hay là các bạn đi sau đồ đó sẽ không gặp phải cái trường hợp giống như mình. Và mình nghĩ chắc có một mình duy nhất lấy visa đi thi lý thuyết, bây giờ lấy cái thẻ đi làm về work permit, giờ thi lý thuyết nữa, rồi nói sợ sợ mai mốt tới khi lấy thẻ xanh về thi lý thuyết nữa, nó cũng mệt ghê á. Ok thì cũng không sao hết, mình làm gì mình cũng được hết á, mình tự tin mình làm gì cũng được hết, gớt thì thi lại, thi chừng nào được rồi thôi, nó cho mình thi hoài mà, miễn sao mình đậu rồi mình nó sẽ cấp cho mình thôi. Thì mình chịu ôn bài một chút là mình sẽ học lại được thôi, tại mình đi tự nhiên bang bang vô thi mà tâm trạng bực bội mà không có học bài gì hết trơn, đâu phải thiên thần thiên tài gì đâu, muốn làm gì là làm là được hết đâu. Nên cuối cùng bây giờ mình phải ở nhà mình ôn lại, vừa đi học Anh văn mà vừa phải ôn bài lại nữa nè. Ok, vì quá giỏi đi, vì khoái học quá đi nên cho học đã luôn rồi lấy bằng lại ha. Ok thì cái clip này mình chia sẻ cái việc mà mình phải đi thi lại lý thuyết và chuẩn bị đi thi lý thuyết thì mình muốn share cho mấy bạn coi ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn mà đang lắng nghe, cảm ơn các bạn, các em, các chị đồ ha, thương yêu mình ha. Thì coi clip của mình ha, nếu các bạn nào mà cảm thấy hữu ích đó thì share cho nhiều người cùng xem ha, cho các bạn nào cùng trường hợp, cho mấy bạn nào đi sau á, sẽ học hỏi được, có kinh nghiệm học và tiến bộ nhiều hơn trên cái xứ Mỹ này, và không không cần phải bị bỡ ngỡ bất ngờ giống như mình mà gặp cái gì xảy ra mình cũng rất là bực. Tại vì nếu mà mình biết trước á, nói cho mình á, thì mình chuẩn bị tâm lý thì mình ok, mình đâu có nói, mình không có phải cãi phải như ý mình đâu, nhưng mà làm gì cũng phải cho mình biết làm vậy làm sao, mà mình nghe nghe cái kiểu này đi lại kia làm kiểu khác rất là bực bội ha. Thì thi chuyện bình thường thôi,
học đối với mình cũng không phải là vấn đề gì hết, chăm học chút xíu thì cũng được thôi. Thì mình là thứ bảy vừa rồi, hôm nay thứ hai, thì thứ bảy tuần này mình sẽ đi thi lại lý thuyết, cũng hên xui, mình cũng chả biết, mình không có tự tin là mình đậu hay không á, nhưng mà tâm lý mình cảm thấy mình thoải mái hơn vì mình hiểu, mình sẽ thoải mái cái tư tưởng, mình sẽ làm bài ok hơn, chứ mình mà bực bội, mình đâm ga, mình khó chịu, mình không có làm gì được hết trơn á. Nên mình muốn làm clip chia sẻ cho mấy bạn ha, đó là cái vấn đề mà mình gặp phải ha. Thi lại lý thuyết, chúc mừng ha, chúc mừng cho mình ha. Ok, cảm ơn mấy bạn lắng nghe ha. Nếu mà thích clip mình ha, coi mà thấy clip nào mà ok ha, cảm thấy hữu ích, hãy share cho nhiều người, share cho bạn bè cùng xem. Những người nào mà đi sau họ không hiểu biết thì giúp nhau cùng tiến bộ qua xứ Mỹ này rồi. Mình là người Việt Nam nên hãy giúp đỡ lẫn nhau ha, giúp nhau cùng tiến bộ, học hành hay là công ăn chuyện làm hay những cái vấn đề nào gặp phải á, thì các bạn cùng nhau học hỏi và học hỏi lẫn nhau ha. Ok, bye bye mấy bạn ha. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn đã lắng nghe mình ha.